Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là CCA Channel. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia vào kèo Europe Neurofund ở Europe. Hiện tại thì cái dự án này, cái đồng token này nó đã được list ở trên sàn Hotbit rồi nha anh em. Ok, thì để tham gia thì các bạn sẽ cần nhấn vào đường link mình để dưới phần mô tả của video. Sau khi các bạn nhấn vào đường link thì chúng ta nó sẽ mở ra cái trang Telegram, thì các bạn sẽ nhấn vào nút Start để bắt đầu chat với bot. Ở đây các bạn sẽ nhấn tiếp cho mình vào cái phần đó là Join Europe. Thì một số thông tin về cái kèo Europe lần này thì khi mà các bạn hoàn thành tất cả các nhiệm vụ thì chúng ta sẽ nhận được là 50 NFT token. Và khi các bạn mời được thêm một bạn bè tham gia thì chúng ta sẽ nhận được đó là 10 NFT token. Và tổng số người chiến thắng ở trong cái kèo này là 10.000 suất. Đó, nên là anh em có thể thấy là cái tỷ lệ chúng ta chiến thắng nó cũng khá là cao. Đó, và đây là cái website chính thức của dự án, thì mình sẽ xem qua một chút về cái dự án này. Ok, hiện tại thì con này đã được list lên sàn Hotbit và đây là cái contract của nó. Kèo Europe này thì nó sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 10 và tiến hành phân phối về ví cho chúng ta vào ngày 1 tháng 12. Đó, cái thời gian phân phối thì nó khá là lâu. Tuy nhiên thì anh em cứ tham gia cứ để đó thì hôm sau nó về một cục, hóa ra lại nhiều. Đấy. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành hoàn thành các nhiệm vụ. Nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn sẽ join vào group Telegram và Telegram Channel. Đó, thì các bạn sẽ kích vào lần lượt, chúng ta sẽ nhấn vào phần Join Group. Ok, nhấn vào phần Join Channel. Con này thì mới được list lên sàn Hotbit nhá, nên là hôm sau nếu mà nó về thì anh em có thể bán ở trên cái sàn Hotbit, hoặc là chúng ta có thể swap ở trên PancakeSwap, đều ok. Đấy. Tiếp theo, nhiệm vụ thứ ba là các bạn sẽ join vào kênh Europe quảng cáo Europe đối tác, đó là Europe Pancake. Chúng ta sẽ nhấn vào phần Join Channel. Tiếp theo là follow Twitter, thì các bạn sẽ mở cái trang Twitter lên, chúng ta sẽ tiến hành follow trang Twitter của dự án Neuronfund. Ở đây các bạn nhấn vào phần follow. Ok, sau đó các bạn quay lại trang chatbot. Nhiệm vụ cuối cùng là chúng ta sẽ follow kênh của đối tác ở trên Twitter và retweet bài đăng liên quan tới dự án. Thì các bạn sẽ mở cái trang chúng ta sẽ mở cái trang Twitter của đối tác ra, đó là cái trang Europe Pancake. Chúng ta sẽ nhấn vào phần follow, sau đó các bạn sẽ lướt xuống ở phần phía dưới thì các bạn sẽ thấy có một cái bài liên quan tới cái dự án Neuronfund của chúng ta. Hiện tại thì mình đang làm video này thì nó đang ở cái vị trí đầu tiên. Thì chúng ta sẽ tiến hành thả team, sau đó các bạn nhấn vào phần quote tweet. Ở đây thì các bạn có thể tag thẻ cho mình 3 người bạn. Nó không yêu cầu, tuy nhiên thì các bạn cứ tag thẻ 3 người bạn vào để chúng ta sẽ làm tăng cái độ uy tín hơn. Ok. Rồi, các bạn dán vào và chúng ta sẽ nhấn vào cái phần tweet. Tiếp theo, chúng ta sẽ quay lại cái trang chatbot. Sau khi chúng ta hoàn thành tất cả các nhiệm vụ thì các bạn sẽ nhấn vào cho mình cái phần Submit My Detail. Ở đây thì nó sẽ hỏi các bạn join vào hai cái kênh Telegram Group và Telegram Channel chưa, thì các bạn sẽ nhấn vào Done. Tiếp theo là các bạn sẽ cần điền cái Twitter Profile Link của chúng ta bằng cách các bạn vào lại trang Twitter. Các bạn vào cho mình phần Profile. Ở phần Profile thì các bạn sẽ copy cái đường link Twitter cá nhân của chúng ta. Đó, sau đó các bạn sẽ dán vào trang chatbot, nhấn Enter. Tiếp theo là các bạn sẽ điền địa chỉ ví Binance Smart Chain. Thì với địa chỉ ví này thì các bạn có thể lấy ở trên ví Chase Wallet, hoặc là ví MetaMask, hoặc là ví Coin98 thì đều được. Tuy nhiên thì các bạn không sử dụng các cái ví, các cái địa chỉ ví ở trên các cái sàn giao dịch như là Binance hay là FTX Chain. Đấy, thì nó lưu ý như vậy. Thì các bạn sẽ cần lấy địa chỉ ví, ở đây thì mình sẽ sử dụng ví MetaMask. Ok, bạn sử dụng điện thoại thì bạn có thể dùng ví Coin98 hoặc là ví Chase Wallet. Sau khi các bạn dán địa chỉ ví vào, chúng ta nhấn vào Enter. Tiếp theo là nó hỏi các bạn là bạn đã join vào kênh Europe của đối tác chưa, thì ở đây các bạn sẽ nhấn vào phần Done. Rồi, và chúng ta sẽ cần khai báo cái link retweet ở trên cái kênh của đối tác. Thì các bạn sẽ vào phần lại trang Twitter. Các bạn vào cho mình phần Profile. Ở phần này thì các bạn sẽ vào phần Tweet và Replit. Ok, sau đó các bạn sẽ thấy có cái bài mà chúng ta vừa chia sẻ về đây, thì các bạn sẽ kích vào. Sau đó các bạn sẽ sao chép cái đường link của bài viết này và chúng ta dán vào ở cái phần này, nhấn Enter.
Sau đó cuối cùng thì nó sẽ cho các bạn một cái đường link rep. Bây giờ thì các bạn có thể chia sẻ cái đường link rep này cho bạn bè của chúng ta để các bạn có thể nhận được thêm token. Ok, và nếu bạn nào thấy video mà mình hướng dẫn nhanh ấy, thì các bạn có thể bật cái mức độ, bật cái tốc độ video chậm lại để chúng ta hoàn thành theo. Đó, bởi vì thì thường thường các cái kèo Europe thì nó sẽ luôn làm giống nhau, nên là để tránh tốn thời gian của nhiều bạn thì mình sẽ làm một cách lưu loát và làm một cách nhanh để các bạn có thể chúng ta dễ dàng tham gia. Còn những bạn nào mới ấy, thì các bạn nên xem lại những cái video cũ. Thường thường các cái video cũ thì mình làm khá là chậm, cũng như là hướng dẫn cho các bạn rất là chi tiết. Và video của mình sẽ kết thúc ở đây. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe để ủng hộ kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.